Các bạn thân mến, trước khi mình test cặp loa Diatone DS1000 thì mình sẽ quay qua và giới thiệu về thông số kỹ thuật của cặp loa này để gửi cho khách. Thì cặp loa Diatone DS1000 nó được sản xuất vào thập niên những năm 1983. Đây là trang của nhà sản xuất, nó đưa ra hàng loạt các loại Diatone các loại nhé các bạn nhé. Cái model DS1000 này thì nó có hai phiên bản. Một phiên bản là DS1000 và một phiên bản là DS1000HR 1000C. Thì cái đời DS1000 này nó ra đầu tiên. Để mình gõ vào đây. Đấy. Được sản xuất vào năm 1983 với tiền yên Nhật lên tới 109.000 yên, rất cao. Để giật dịch sang tiếng Việt nha. Đây, toàn bộ hệ thống và thông số kỹ thuật nó ghi rất chi tiết ở đây. Bạn nào muốn tham khảo thì có thể vào cái trang này để xem. Được sử dụng 3 đường tiếng. Một bát 27cm, một loa trung đôm rất là lớn 5cm và một loa chắc đôm 2,3cm. Trở kháng là 6 ohm, độ nhạy là 90 decibel, công suất là 100W, chiều rộng 36, chiều cao 62,5, chiều sâu 32,5 và cân nặng là 27kg một chiếc. Cả đôi của nó cũng lên tới là 54kg. Thùng màu vàng vân gỗ bao đẹp xuất sắc. Và sau đó sẽ mở nội thất ra để cho các bạn cùng xem trực tiếp phân tần. Với lại loa bát, loa chung nhá. Bây giờ thì mình sẽ mở nội thất ra nhé, để cho các bạn cùng xem nhá. Và sau đó thì sẽ test chất âm trước khi gửi cho khách. Cặp loa này được sản xuất vào năm 1983 thì tính đến năm nay nó cũng phải gần 40 năm rồi. Nhưng nó rất là đẹp. Tiếng rất là hay, tiếng bát sâu. Và giá bán của cặp loa này là 10 triệu 500 nghìn đồng. Mình có một cặp thôi, hôm nay đã bán cho khách rồi. Nếu các bạn mà quan tâm đến những dòng sản phẩm loa Nhật bãi thì hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất hàng ngày. Và nhớ nhấn vào nút hình quả chuông để nhận thông báo mỗi khi phát hành video mới. Bây giờ thì mời các bạn cùng xem nội thất của loa. Tiện mình quay phân tần của cặp loa Diatone DS1000 cho các bạn xem nhé. Đây là phần bông tiêu âm rất là dày. Còn phân tần của nó bên trong đấy, phân tần rất là cấu luôn. Đây là củ loa bát này. Thiết kế rất là độc đáo. Toàn bộ cái này là bằng xung đúc hết nhé. Đây là củ loa mic.